liên quan đến việc phát hiện một ổ dịch tả heo châu phi trên địa bàn quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 12 tháng 6, Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn đến Ủy ban nhân dân 24 quận huyện về việc tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả heo châu phi trên địa bàn thành phố. Cụ thể, Ban quản lý an toàn thực phẩm đề nghị Ủy ban nhân dân 24 quận huyện chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, các cơ sở thực hiện cam kết không vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ thịt heo, sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm yêu cầu đội quản lý an toàn thực phẩm liên quận huyện quận 2, quận 9, quận Thủ Đức chủ động tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý và khống chế dịch bệnh lây lan. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại trên địa bàn phường Phú Hữu quận 9 có 7 hộ chăn nuôi 506 con heo. Trước tình hình trên, chi cục chăn nuôi thú y phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 9 triển khai cấp thuốc sát trùng cho các hộ tiêu độc khử trùng liên tục.